Anh em bà con nào mà đang bị hút ấy thì tôi chỉ cho cái vị này để chúng ta dùng nhá. Nó sẽ hỗ trợ và nó giữ được cái bệnh của mình không bị biến chứng. Đấy, không bị hạt tô phi. Đây tôi chỉ cho cái đây là cái cây bưởi bung. Đấy, các cụ đã dùng từ ngày xưa rồi. Đấy. Bên trên lá của nó đây. Nó đang ra quả, ra hoa. Quả của nó chín thì nó hơi màu trắng trắng. Đây này, dưới này. Đấy, lá của nó đây. Đấy. Thân dạng thân cây đây nhá. Đấy. Thân gỗ. Đấy. Đây này, nó mọc như thế này. Đó. Bà con hãy hái cái phần rễ của nó này này. Hái cái phần rễ nhá. Đấy, phần rễ của nó. Cái phần lá mấy thân của nó để chữa xương khớp. Nhưng mà chữa hút ấy thì cần phải lấy cái phần rễ của nó về, riêng cái phần rễ của rễ cây bưởi bung này ấy, về chúng ta đốt qua đi. Đấy, đốt qua lửa đi cho nó nổ cái phần vỏ của nó đi, xong chúng ta rửa sạch, xong rồi băm phơi khô. Sau đó thì chúng ta mới cho vào chúng ta sắc uống, chỉ cần độc vị thôi cây này cũng được rồi. Đấy. Còn nếu như bà con nào mà kiếm thêm được cái vị cây gối hạc ấy, chúng ta kết hợp vào hai thứ, mỗi một thứ thì một nhúm nhỏ như này này. Đấy. Cái rễ này thì chúng ta hái vào mùa cuối năm thì nó hiệu quả hơn, cái rễ cây bể bung này này. Đấy. Thì cái cách để chúng ta chữa hút nó như vậy. Đây là dành cho những người mà chưa bị hạt tô phi nhá, thì nên dùng theo cái cách mà tôi hướng dẫn. Thế còn thì nếu như bà con nào mà đã sưng rồi ấy, bị hạt tô phi rồi, thì chúng ta cũng cần phải thật kiên trì và uống lâu dài, và cần có bác sĩ hoặc là những người có kinh nghiệm để tư vấn và theo sát thì chúng ta uống. Và quan trọng nhất là chúng ta kiên trì và kiêng kỵ để cho nó hiệu quả. Đấy. Chứ còn để mà mình không kiêng được thì cái bệnh gút mà nó mà đã biến chứng sang hạt tô phi rồi thì nó rất là nguy hiểm và đau đớn. Thì bà con hãy áp dụng nhá cái bài này. Đấy. Cây rễ cây bể bung. Rễ cây bể bung và kết hợp với cây gối hạc. Đó. Thì bà con hãy áp dụng nó. Chúc bà con áp dụng thành công và xin chào bà con nhá.